Và bây giờ hãy chào đón màn chào sân của các cầu thủ đến từ đội Roto Sài Gòn Heat. Number 9, Đại Thị Hồng Nhung. Number 10, Vũ Thuy Phượng. Number 12, Trần Trúc Thảo. Number 21, Marina Whittle, a.k.a. Ray Ray. Và đây, màn chào sân của các cầu thủ đội Discovery. Number 10, Yam Hazel. Number 15, D-Riza Rose. Number 17, Lim Alana May. Number 23, Pangilin Ang Choi Lee. Và đây là lúc các trọng tài tiến hành thủ tục tung xu quyết định quyền kiểm soát bóng thuộc về đội nào trước tiên. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa hai đội bóng Roto Sài Gòn Heat và Discovery đại diện đến từ Philippines. Đây đều là trận đấu thứ tư của hai đội bóng này tại VBA 3-3 2023. Nếu như các cầu thủ Sài Gòn Heat đang có thành tích toàn thắng thì Discovery thắng 2 và thua 1 trong những trận đá đấu của mình. Sài Gòn Heat là đội bóng kiểm soát trước. Vũ Thị Phượng. Như vậy điểm số không được tính và đó là lỗi chạy bước. Lúc này trên sân của các cầu thủ Discovery đó là ba cái tên D-Riza Rose, Jam Hazel và Lee Balana May. Trong khi đó với Sài Gòn Heat trên sân họ đó là Trần Trúc Thảo, Vũ Thị Phượng và Marina Whittle. Cú ném big block tới từ Jam Hazel. D. Rose, Jam Hazel, vẫn là Jam Hazel. Lỗi rồi, lỗi của Vũ Thị Phượng đối với Jam Hazel và va chạm giữa hai số 10 của hai đội. Lúc này tại Nha Trang thì trời đã tắt nắng nhưng rõ ràng sức nóng là không hề giảm đi chút nào ở nhà thi đấu của VBA 3-3 Prime 2023. Đây là trận thứ hai của chúng ta. Điểm số đầu tiên được ghi, nó thuộc về Discovery. Marina Whittle quá mạnh mẽ, post up và ghi điểm dưới rổ của ngoại binh đến từ Australia bên phía Sài Gòn Heat. Lee May đã ngay lập tức đáp trả. Marina Whittle nhảy ném một chân nhưng không có điểm số dành cho số 21 của Sài Gòn Heat. D-Riza Rose, bóng từ tay của Jam Hazel. Hazel đem 2 điểm, không được rồi, rebound thuộc về Whittle. Rất hay. Rất đáng tiếc khi mà Hồng Nhung đã không thể có pha reverse layup. Động tác giả tuyệt vời tới từ D-Rose. Tuyệt vời. Spin move và fade away thành công tới từ Marina Whittle. Đội đàn biếng chạm biếng liên tục. Không có 2 điểm tới từ Marina Whittle. Vẫn đang là các cầu thủ Discovery. Rồi hai bóng tới từ Discovery. Hai lần tập bóng cho Discovery và bóng thuộc về Roto Sài Gòn Heat. Vũ Thị Phượng. Một tình huống xử lý hơi khó hiểu của Vũ Thị Phượng. Bóng trở lại tay của các cầu thủ Discovery. Đang cầm bóng đó là D-Riza Rose. Batijila chói lên và cầu thủ Vũ Hàm đã có pha ném hai thành công đầu tiên của trận đấu này. Sát thủ của đội Discovery đó là số 23.
hit lên tầm trọng với những cầu thủ có hai ném bóng lên soi và recovery. Đã có lỗi của Discovery, bóng trong tay của cầu thủ Sabonis và lại là Marina Huito rất cố gắng Joelin chưa thể dứt điểm khi mà vừa rồi thì Vũ Thị Phượng đã phòng ngự rất quyết liệt. Hồng Nhung hai điểm cho lại thì Hồng Nhung. Tỷ số là 5 đều rồi. Trọng tài bắt lỗi của cầu thủ bên phía John Hit. Cửa cầu sát đã được trả về cho Discovery. Lima Lanamay, một trong những cầu thủ rất mạnh mẽ dưới sổ. Và chúng ta vừa thấy cách mà cô post up trước khi đem bóng bật vàng để ghi rổ cái điểm. Là Limbay. Bóng bên tay của Cham Hazel, một trong những cầu thủ rất kỹ thuật. Không có ai điểm tới từ số 15, Dean Rose. Ray Ray. Tiếp tục là điểm bóng fadeaway tới từ Marina Huito. Marina Huito đang là cầu thủ ghi cả 6 điểm cho Sacramento Heat vào lúc này. Cú ném không tốt của Cham Hazel. Những pha chỉnh chấp dưới sổ rất tốt của Sacramento Heat và có điểm, đó là điểm số của lại Thi Hồng Nhung. Outbound và đó là tình huống bóng chặt tay của Banti Jinan. Joylin. Bóng được về Rota Sài Gòn. Ném luôn. Ném từ rất xa của Vũ Thị Phượng. Rất vội vàng, sát lót vào đội trưởng của tuyển Hà Nội tham dự Đại hội Thể dục Thể thao năm 2022 đã được rút ra nghỉ. Cú ném của D-Rose. Nhưng đó là pha nhảy ném một chân rất tốt tới từ Lim Alana Bay. Trần Trúc Thảo. Cũng có điểm số cho Trúc Thảo. Đây là Marina Huito. Marina Huito. Quá nhiều những pha dứt điểm tới từ Ray Ray và cuối cùng ở pha ném thứ tư, thì cô cũng đã ghi điểm cho Sacramento Heat rồi. Cái biệt giải đổi vẫn chỉ là một điểm mà thôi. Quyết tổ đối mặt cùng với Lim Bay. Rebound thuộc về số 17 của Discovery. Cham Hazel. Lại là Cham Hazel. Đột phá rất tốt để vượt qua được Trần Trúc Thảo. Vâng ơi, lập tức là câu trả lời của Sài Gòn hết. Và đó là Trần Trúc Thảo. Hai điểm tiếp theo cho đại diện của Việt Nam. Rồi lên 10 đều rồi. Cuộc đấu của những chiếc máy bắn bóng trong Hotten và hai đội đang thi đấu rất cháy vào lúc này. Liên tiếp là những pha xử lý tầm xa thành công của cả Sacramento Heat và Discovery. Vũ Thị Phượng. Không được. Lỗi của Vũ Thị Phượng. Bóng kiểm soát bởi Discovery. Tỷ số bây giờ đang là 12-10 và thời gian còn lại của trận đấu là 4 phút 36 giây. Như vậy bên phía
Discovery đã xin đổi ý. Và đây là thời gian đổi ý của hai đội. Rất hay, đó là pha ghi điểm của Lim Mây. Quý Tổ được chuyển ra để cho Hồng Nhung đột phá. Không được rồi, nhưng vẫn có sự tiếp ứng của Marina Quý Tổ. Như thế về điểm số vẫn thuộc về các cầu thủ Sài Gòn Hit. Iraisa Rose, Jam Hazel, hai điểm quá đẹp mắt của Jam Hazel. Tốt khi đột vào dưới rổ của Vũ Thị Phượng. Lim Mây đối mặt cùng Thị Phượng và số 10 của Sài Gòn Hit đã bị thổi phạt lỗi rồi. Đối phòng ngự của cầu thủ Vũ Thị Phượng. Lúc này thì Lotto Sài Gòn Hit đã phạm 3 lỗi đồng đội rồi. Nếu phạt không thành công của Lim Mây và Marina Huito đã block thành công. Lỗi kéo tay của Lim Mây đối với Marina Huito. Quá người đến đó nhẹ nhàng. Rất thông minh và đầy tinh quái, đó là pha xử lý của Lại Thị Hồng Nhung. Hồng Nhung bảo vệ điểm số thứ 15 cho các cầu thủ Lotto Sài Gòn Hit. Em ơi, Joylin. Lần này Joylin không thể mang về niềm vui cho đội bóng của Philippines. Tuyệt vời, xử lý dữ dội chính xác tới từ Trần Trúc Thảo. Cái biệt tới rộng lên thành 3 điểm cho Sài Gòn Hit 16-13. Iraisa Rose, Rose phải đối mặt với Marina Huito. Và lỗi chính xác là tình huống tranh chấp. Như vậy là đội bóng phòng thủ Sài Gòn Hit sẽ được kiểm soát bóng. Vũ Thị Phượng ném ở vị trí rất khó của Vũ Thị Phượng. Và có lỗi của Iraisa Rose đối với Trần Trúc Thảo. Có ném phạt cho tay ném áo số 12 bên phía Lotto Sài Gòn Hit. Hit đạt nới rộng cây biệt. Cú ném ở góc phòng độ rất tốt của Lima Lana Mây. Mọi thứ vẫn đang còn ở phía trước. Thời gian là 2 phút 54 giây và bên phía Lotto Sài Gòn Hit đã xin hội ý. Cái biệt giờ chỉ còn 2 điểm mà thôi. Hai đội đã phạm 3 lỗi đồng đội. Marina Huito đột phá ngay. Nhưng vừa rồi các cầu thủ Discovery đã phòng ngự rất hay. Không steal thành công rồi. Joylin ném rất nhanh. Tuyệt vời, ném quá nhanh của Joylin. Quá nhanh và quá chính xác. 77 đều rồi. Và chuyển bóng không tốt tới từ Lại Thị Hồng Nhung. Lần này không có 2 điểm cho các cầu thủ áo trắng. 3
Angelina Jolin. Eliza Rose. Behind the back. Vô cùng đẹp mắt. Tình huống behind the back để vượt qua Barrera Quito tới từ Eliza Rose. Bây giờ thì Discovery lại đang dẫn trước. Khoảng cách 4 điểm đã bị san lấp quá nhanh bởi các cầu thủ đến từ Philippines. Hai đội đều đã cán những cột mốc điểm rất cao rồi. Bây giờ là cuộc đấu chạm 4 có hit và chạm 3 cho Discovery. Spin bổ để mang về điểm số thứ 18 cho sang hit thuộc về Marina Huito. Giảm 2 xeo, giảm 2 xeo. Lối của Vũ Thị Phượng. Sẽ là Jam Hazel, cầu thủ mang số 10. Và khi có điểm số, nhưng lập tức là tình huống xử lý rất hay của Lim Alana 7. Đội bóng của Philippines đã cán mốc 19 điểm rồi. Jam Hazel, Hazel đối mặt cùng với Trần Trúc Thảo. Bóng tới tay của Dee Rose. 3-21-18! Discovery. Họ gương dần khi bị dẫn tới 4 điểm và bây giờ là người chiến thắng. Thắng lợi thứ 3 trong ngày thi đấu này của Discovery, trong khi đó là thất bại đầu tiên của Sài Gòn Heat. Họ để thua với tỷ số 18-21 trong một trận đấu mà không nhiều người nghĩ là Vũ Thị Phượng và đồng đội có thể để thua. Đã có thời điểm Heat dẫn tới 4 điểm nhưng rồi những tay ném xuất sắc bên phía Discovery như là Choi Lin, như là Cham Hazel với những pha ném 2 điểm của mình đã lật ngược thế cờ. Xin chúc mừng Discovery với chiến thắng ngày hôm nay của họ trước Roto Saigon Heat.